Trước khi chúng ta đi vào tìm hiểu bài 3, xin mời các bạn chúng ta cùng ôn lại bài 2. Ở bài 2 chúng ta đã trao đổi gây ảnh hưởng là lãnh đạo người khác. Chúng ta đã biết là trong cuộc sống mọi người có những ảnh hưởng qua lại, và cái quy luật là hoặc là chúng ta lãnh đạo người khác hoặc là người khác lãnh đạo chúng ta. Và nếu ý thức được tầm quan trọng của việc gây ảnh hưởng thì chúng ta sẽ có thể hoàn thành được những mục tiêu công việc hoặc là mục tiêu trong cuộc sống của mình một cách hiệu quả nhất. Sau đây xin mời các bạn chúng ta cùng trao đổi bài 3 gây ảnh hưởng trong công việc. Khái niệm gây ảnh hưởng đứng dưới góc nhìn của doanh nghiệp thì đó chính là hoặc là trực tiếp hoặc là gián tiếp tạo ra được những hành vi phản hồi từ người khác. Đó có thể là một sự hợp tác, một sự phê chuẩn, một sự hỗ trợ hay là chấp nhận thay đổi mà đúng ý với người gây ảnh hưởng. Định nghĩa thứ hai gây ảnh hưởng trong công việc còn là khả năng huy động được các cái nguồn lực và những cái thông tin cần thiết để thực hiện công việc của chúng ta. Thường thường kết quả của một cái việc gây ảnh hưởng thành công là chúng ta có được những cái nguồn lực như là ngân sách, như là nhân lực, như là những cái sự hỗ trợ, những cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết để thực hiện công việc. Hoặc là đó có thể là chúng ta loại trừ được những cái yếu tố bất lợi cho chúng ta, ví dụ như là một sự chống đối, một sự kiểm soát, hay là những cái phiền phức có thể xảy ra nhằm giúp cho cái người gây ảnh hưởng đạt được cái mục đích của mình. Bất luận trong công việc hay đời sống nói chung thì gây ảnh hưởng luôn là nhu cầu đòi hỏi chúng ta phải biết nếu muốn đạt được những điều mình mong muốn một cách hiệu quả. Thế thì có người nói rằng thế gây ảnh hưởng có phải là thao túng không? Xin thưa các bạn, gây ảnh hưởng không phải là thao túng. Vì gây ảnh hưởng, chúng ta hướng tới lợi ích chung của tổ chức. Chúng ta tôn trọng quyền lợi của bên bị ảnh hưởng. Và chúng ta vẫn nuôi dưỡng cái mối quan hệ của đôi bên. Trong khi đó thao túng thì khác. Cái người thao túng thì gì? Họ nhắm tới cái việc đạt được cái kết quả bằng mọi giá. Và họ cũng bất chấp khía cạnh đạo đức của các phương tiện được sử dụng. Họ cũng bất chấp quyền lợi của người bị ảnh hưởng. Và họ không quan tâm đến mối quan hệ giữa hai người. Vì thế, gây ảnh hưởng có nghĩa tích cực, trong khi thao túng là tiêu cực. Và chắc chắn, gây ảnh hưởng không phải là thao túng nếu gây ảnh hưởng vì lợi ích của tổ chức. Một cái nghĩa bổ sung đó là gây ảnh hưởng là kỹ năng có thể phát triển được. Trong quyển sách Quyền lực và sự ảnh hưởng, Power and Influence của tác giả Robert Delaney Snyder, giám đốc điều hành công ty Hill & Knowlton, ông ta có nêu ý tưởng về một cái tam giác quyền năng để giúp nhà lãnh đạo phát triển. Đó là giao tiếp, thừa nhận và ảnh hưởng. Nghĩa là bắt đầu bằng giao tiếp, rồi chúng ta được sự thừa nhận của người khác và nó sinh ra cả ảnh hưởng. Thì Dale Carnegie, người tác giả của quyển sách How to Win Friends and Influence Others, tạm dịch là thuộc lấy làm bạn và ảnh hưởng người khác, và đã được học giả Nguyễn Hiến Lê dịch thoát ra bằng một cái cụm từ rất độc đáo, đó là đắc nhân tâm. Và trong một ấn bản mới nhất của First News thì có đoạn viết như thế này: ở trường đại học Chicago và những cái trường đại học thuộc giáo hội của Mỹ, cái hội công giáo Mỹ đó, thì họ có làm một cái cuộc khảo sát trong 2 năm với 156 câu hỏi để mong tìm hiểu xem là người trưởng thành họ mong muốn học điều gì nhiều nhất. Thì qua kết quả thăm dò đó thì người ta thấy rằng cái điều mà người trưởng thành muốn học nhất đó là biết cách giữ gìn sức khỏe. Và điều thứ hai đó là
làm sao biết cách ứng xử để có được sự quý trọng, sự tin tưởng và nghe theo của người khác. Đó chính là khả năng gây ảnh hưởng đấy các bạn. Là một khả năng mà có thể phát triển được thông qua sự giao tiếp, để rồi chúng ta có được sự thừa nhận từ nhiều người. Và từ đó sức mạnh của sự gây ảnh hưởng nó xuất hiện từ đấy. Và đó cũng chính là cái ý của quyển sách Quyền lực và sự ảnh hưởng, khi bàn đến bộ ba tam giác quyền năng mà chúng ta vừa trao đổi. Một câu chuyện khác nữa về khả năng gây ảnh hưởng là một trong những người được trả lương $1,000,000 chính là Charles Webb. Ông đã được ông vua thép Andrew Carnegie bầu vào làm chủ tịch của tập đoàn thép Hoa Kỳ năm 1921, trong khi ông mới có 38 tuổi thôi. Thế thì người ta hỏi, tại sao Andrew Carnegie, ông vua thép Hoa Kỳ, lại chịu trả $1,000,000, tức là $30,000 một ngày đấy các bạn, cho Charles Webb? Có phải chăng Charles Webb là một thiên tài, hay là ông ta có những cái kiến thức thật là tuyệt vời mà những người khác không có không? Hoàn toàn không. Vấn đề quan trọng là gì? Là Charles có cái khả năng thu phục lòng người. Khi nói về vấn đề này, Charles đã chia sẻ như thế này. Bí quyết của ông là ông đã tạo được những niềm hấn khởi, những niềm phấn khởi ở những người cùng làm việc với ông. Và ông biết phát triển điểm mạnh, những cái ưu điểm mạnh nhất ở từng con người thông qua cách ông ta nhận diện, ông ta ghi nhận, ông ta động viên, ông ta khen thưởng họ. Đó là cái khả năng gây ảnh hưởng của Charles, thu phục nhân tâm. Sau đây xin mời các bạn cùng làm bài tập thực hành số 3. Bài tập thực hành số 3 gồm 2 câu. Câu số 1 là các bạn hãy liên hệ đến công việc của các bạn hay công việc của một người thân nào mà bạn biết để giúp làm tốt công việc, đạt được mục tiêu công việc. Ví dụ như là bán được hàng, hoàn thành nhiệm vụ người khác hoặc là hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao chẳng hạn. Thì bạn hoặc người thân của bạn cần thiết phải biết cách gây ảnh hưởng như thế nào và hãy nêu ra những việc cần làm. Câu số 2, bạn có nghĩ rằng khả năng giao tiếp của bạn hoặc là của người thân của bạn đã đủ tốt để gây ảnh hưởng trong công việc? Bạn đánh giá thế nào về mức độ thừa nhận của người khác trong khi giao việc, trong khi giao tiếp để có thể gây được ảnh hưởng trong công việc? Vì sao bạn nghĩ thế? Chúc các bạn làm bài tập thật tốt. Thân ái chào các bạn.